Như thân như lai vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo khắp tất cả chúng sinh, tất cả cõi, tất cả thế giới, tất cả kiếp, cũng vô lượng. Như âm thanh của Phật vô lượng, Bồ Tát vang ra một tiếng nói khắp cùng pháp giới, tất cả chúng sinh, thầy đều nghe biết tích tập trợ đạo cũng vô lượng như Phật lực vô lượng, Bồ Tát thừa lực như lai tích tập trợ đạo cũng vô lượng, như trí nhất thiết trí vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng như vậy. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ được vô lượng trí huệ của như lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ vô lượng tu đạo. Những gì là 10? Đó là tu chẳng đến chẳng đi, vì thân miệng ý nghiệp không động tác, tu chẳng tăng chẳng giảm, vì như bổn tánh, tu chẳng có chẳng không, vì không có tự tánh, tu như huyễn như mộng, như bóng như vang, như hình trong gương, như ánh nắng khi trời nóng, như trăng trong nước, vì lìa tất cả sự chấp trước tu không vô tướng vô nguyện vô tác vì thấy rõ ba cõi mà tích tập phước đức không ngừng nghỉ tu bất khả thuyết không lời nói lìa lời nói vì xa lìa pháp thi thiết an lập tu chẳng hoại pháp giới vì trí huệ hiện biết tất cả pháp tu chẳng hoại chân như thật tế vì vào khắp chân như thật tế bờ mé hư không tu trí huệ rộng lớn vì hết thảy việc làm sức lực vô tận tu trụ như lai thập lực bốn vô sở úy nhất thiết trí bình đẳng vì hiện thấy tất cả pháp không nghi hoặc đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tu nhất thiết trí vô thượng thiện xảo của Như Lai. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ trang nghiêm đạo, những gì là 10 Phật tử Đại Bồ Tát không lìa dục giới mà nhập vào thiền định giải thoát và các tam muội của sắc giới vô sắc giới cũng chẳng do vậy mà thọ sanh ở đó, đó là trang nghiêm đạo thứ nhất, trí họa hiện tiền nhập vào thanh văn đạo chẳng dùng đạo này mà lấy xuất ly, đó là trang nghiêm đạo thứ hai. Trí họa hiện tiền nhập bích chi Phật đạo mà khởi đại bi không ngừng nghỉ, đó là tra nghiêm đạo thứ ba. Tuy có quyến thuộc trời người vây quanh trăm ngàn thẻ nữ ca múa hầu hạ mà chưa từng tạm xả thiền định giải thoát và các tam muội, đó là tra nghiêm đạo thứ tư. Với tất cả chúng sinh thọ các dục lạc cùng vui chơi với nhau, mà vẫn chưa từng trong khoảng một niệm xả bỏ bồ tát tam muội bình đẳng đó là trang nghiêm đạo thứ năm đã đến bờ bên kia của tất cả thế gian nơi các pháp thế gian đều không nhiễm trước mà cũng chẳng bỏ hạnh độ chúng sinh đó là tra nghiêm đạo thứ sáu an trụ trong chánh đạo chánh trí chánh kiến mà hay thị hiện vào tất cả tà đạo chẳng lấy làm thật chẳng chấp làm tịnh khiến cho chúng sinh đó xa lìa tà pháp đó là tra nghiêm đạo thứ bảy